Trận động đất kinh hoàng vào đầu năm 2010 đã để lại nhiều hậu quả nặng nề cho quốc gia Trung Mỹ Haiti khi hàng nghìn người mất nhà cửa và cho đến nay, tức là hơn 4 năm sau thì nhiều người vẫn phải sống trong những túp lều tạm bợ. Điều kiện sống kém vệ sinh đã gây ra những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và một loại nhà vệ sinh sinh thái đang được kỳ vọng là có thể giúp Haiti giải quyết vấn đề này. Haiti là quốc gia nghèo nhất ở châu Mỹ. Trận động đất mạnh 7 độ Richter xảy ra cách đây 4 năm, cùng những hệ lụy của nó, càng khiến đất nước này rơi vào tình trạng kiệt quệ. Ước tính có hơn 9.000 người đã thiệt mạng do dịch tả. Căn bệnh này chủ yếu lây lan qua đường nước và lối sống kém vệ sinh của người dân. Chính vì thế, sáng kiến nhà vệ sinh sinh thái đã ra đời tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti. Khác với các loại bồn cầu thông thường, sau khi đi vệ sinh, người ta sẽ không giật nước, mà cho các loại vật liệu hữu cơ, ví dụ như bã mía vào bên trong. Sau đó họ cho hỗn hợp này ra ngoài trời. Dưới điều kiện nhiệt độ cao như ở Haiti, nó sẽ biến thành một loại phân trộn hiệu quả. Các loại vi khuẩn nguy hiểm như E. coli hay vi khuẩn gây bệnh dịch tả đều bị tiêu diệt. Để ngăn chặn dịch tả thì ta cần phải cắt đứt sự lây lan của vi khuẩn tả từ phân người sang nguồn nước và thực phẩm. Gia đình anh Midi Idemon đã được lắp đặt hệ thống nhà vệ sinh thân thiện với môi trường nói trên cách đây 2 năm. Trước khi có nhà vệ sinh sinh thái thì cuộc sống của chúng tôi rất tệ vì có nhiều người nhiễm bệnh. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã tốt hơn nhiều. Không chỉ giúp người dân tránh khỏi nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm, nhà vệ sinh sinh thái còn đem lại một nguồn phân bón hiệu quả và dồi dào cho nông nghiệp Haiti, giúp người dân nước này tăng năng suất cây trồng, cải thiện chất lượng cuộc sống sau thảm họa.